Rồi, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh của mình. Thì trong video này thì mình xin giới thiệu cho các bạn một lô máy khoan bàn nội địa Nhật ha các bạn. Thì các bạn lưu ý là khoan bàn nội địa Nhật thì đồ điện nội địa Nhật thì tất cả đều sử dụng điện áp là 100V nha. Thành ra các bạn cân nhắc cái nguồn điện nhà mình trước khi chúng ta chọn mua cái sản phẩm. Rồi thì mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp mình qua số điện thoại là 0938 617 738. Mình tên là Quý ở Biên Hòa Đồng Nai. Thì vừa qua thì có một vài khách thì cứ băn khoăn về cái vấn đề phí vận chuyển. Thì thành ra thì những cái hàng này hôm nay á, thì mình sẽ tính luôn cả cái phí vận chuyển vô cho các bạn ha. Thành ra thì những cái mức giá này, các bạn ví dụ như 2 triệu 7 nè, 1 triệu 7 nè, rồi là 2 triệu 1 nè. Tức là giá này là đã bao gồm phí vận chuyển nha các bạn. Đó, tức là các bạn chỉ chuyển 2 triệu mốt là ok, là các bạn chỉ ở nhà các bạn nhận hàng thôi. Ngoài ra các bạn không phải trả một cái phí nào nữa đó. Mình ví dụ như cái máy này là 1 triệu 8 thì các bạn chỉ thanh toán 1 triệu 8 cho mình là xong, là không có phải mất thêm phí vận chuyển ha. Tức là giá đã bao gồm phí vận chuyển là điện áp, sử dụng là điện áp 100V. Bữa nay mình có đâu nè, 1, 2, 3, 4, 5, 5 máy. Riêng cái máy Toshiba này là đỉnh nhất này các bạn, Toshiba này. Thì cái trọng lượng của từng máy thì mình cũng có cân lên cho các bạn coi luôn ha, để cho tiện các bạn việc so sánh ha. Như máy này Toshiba 23kg này, 15kg này đó. Thì sau đây thì mình sẽ đi vào chi tiết từng máy nha các bạn. Thì đầu tiên là con máy này nhẹ nhất nha. Con máy này trọng lượng của nó là 15kg này các bạn. Đấy. À, con máy này là trọng lượng là 15kg nha. Máy này là giá của nó là 1 triệu 7 nha các bạn. 1 triệu 7 tức là giá là đã bao gồm phí vận chuyển. Điện áp của nó sử dụng là điện áp 100V. Thì nó cũng có 3 cấp tốc độ. Xin lỗi các bạn, nó có 5 cấp tốc độ nha. 1, 2, 2, 3, 4, 5. 5 cấp tốc độ đây. Đây nó tương ứng với 5 tầng đây nè các bạn. Các bạn coi tương ứng với 5 tầng đây nè. Đó, tốc độ. Hành trình của nó thì được 6 phân nha các bạn. Đó. Thường thì những cái khoan bàn này là hoàn toàn là khoan 6 tấc hết nha các bạn, 6 tấc hết nha. Đó thì những cái khoan này thì chủ yếu là nó xài cho cái dòng gia đình, thành ra thì nó chỉ làm 6 tấc thôi. Chứ không có loại 8 tấc hay là 1 mét đâu nha các bạn, hoàn toàn là 6 tấc hết. 5 máy là mang 5 máy 6 tấc hết. Đây, máy này là máy 15 kg này các bạn. Coi cái thông số motor. Đây là cái thông số motor của nó. Đây các bạn coi thông số motor, điện áp sử dụng của nó là điện áp 100V. Công suất của nó sao nó không đề đây. Nó bị chảy xước cái chỗ này nè các bạn. Đó. Đây các bạn coi cái ngoại hình. Đây nó bị mất một cái tay thì các bạn về các bạn lấy cái ti. Các bạn lấy cái ti 8 ly các bạn để vô là ok ha. Nó bị mất một cái cây rồi, nó chỉ còn có 2 cây thôi. Mà nó cũng không quan trọng, thì ra sử dụng cái máy của mình thì mình sử dụng có đúng một cây một thôi. Càng nhiều nó càng vướng, nó làm gì đâu. Đấy, cái mâm này thì có thể nâng lên nâng xuống nha các bạn. Đây nó có cái tay chúng ta nâng lên nâng xuống này. Đó, nâng lên nâng xuống. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn và mình thử cái này, cây này cho các bạn coi trước nha. Rồi mình là cấp cho nó một cái nguồn 100V và mình có gắn một cái mũi khoan vô. Bây giờ để mình khoan thử cho các bạn coi nha. Đây, khoan thử lỗ cho các bạn coi. Máy chạy êm ru ha các bạn. Máy chạy êm ru luôn. À, khoan thử. Rồi các bạn coi cái thành phẩm chúng ta vừa mới khoan ra ha. Đó. Tròn o luôn nha. Đó, tròn o luôn ha. Rồi, xong một máy. Rồi, máy này là gọi là máy số 1 nha các bạn. Máy số 1, máy khoan bàn số 1. Tại vì có 5 máy, các bạn nhớ cái số thứ tự dùng mình nha. Không có mình bán lộn là chết luôn. Máy số 1 giá 1 triệu 7. 1 triệu 7 là giá đã bao gồm phí vận chuyển nha các bạn. Tức là giá là đã bao hàng đến nhà cho các bạn luôn ha. Máy số 1, 1 triệu 7. Lưu ý là điện 100V. Tiếp tục bây giờ là chúng ta qua máy số 2. Máy số 2 là máy này. Máy số 2 thì trọng lượng của nó là 17kg này. Giá của nó là 1 triệu 8. 1 triệu 8 là giá là đã bao gồm phí vận chuyển nha. Đây thì máy này thì nó cũng có gồm có bao nhiêu đây? Nó gồm có cũng có 5 cấp tốc độ luôn nha các bạn. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cấp tốc độ.
Này thì cái màu sơn của nó nhìn nó hơi bạc ha. Bạn về nếu mà các bạn muốn mới thì các bạn chà thì các bạn sơn lại, còn không thì các bạn cứ để cái nước sơn rin và các bạn sử dụng ha. Những cái này nó cũng không có quá quan trọng về cái đó. Quan trọng là cái độ chuẩn của nó thôi các bạn. Khoan bàn là quan trọng nhất là cái độ chuẩn nha. Này nó có cái eto zin đi kèm này các bạn. Eto này là đúng đúng eto là chất lượng luôn nha. Hàng nó thép nó dày lắm, nó dày nó nặng lắm chứ không có như cái eto Trung Quốc bán mới bây giờ. Đây thì nó có công suất của nó này các bạn, công suất của nó thì công suất của nó là 250W này, hành trình của nó cũng là 6 phân luôn. Con này thì trọng lượng của nó nặng 17 kg nha. Rồi cái này nó vẫn còn cái đầu mở zin đi kèm luôn này các bạn. Đây các bạn coi tổng thể cái ngoại hình của nó ha. Trước khi mình khoan thử cho các bạn coi. Thì những cái motor mà máy nội địa Nhật thì các bạn cũng đừng có nên thắc mắc là nó là motor nó dây đồng hay là dây nhôm nha các bạn. Sự chắc chắn là 100% là dây đồng chứ không có, nó không có làm dây nhôm hay làm gì. Đấy các bạn coi cái ngoại hình của nó. Không có bị móp méo nhiều nha các bạn. Đẹp. Cái chuyện nó chỉ bị cái màu sơn nó bạc thôi. Ngoài ra thì nó không có bị móp méo gì hết. Cái nắp này thì về nó lỏng lỏng thì các bạn chịu khó các bạn gò lại cho nó nghiêm chỉnh ha. Rồi bây giờ mình sẽ khoan thử một lỗ cho các bạn coi. Mà nó có etosin đi kèm luôn này các bạn. Rồi lưu ý là điện áp sử dụng là điện áp 100V nha. Giờ mình sẽ khoan thử một lỗ cho các bạn coi. Rồi bật máy lên. Siết lại cái mũi khoan cái. Mũi khoan này siết lỏng lẻo quá. Nãy là mình mới xoáy tay vô thôi các bạn. Đây, quất. À, bạn coi cái thành phẩm của nó đây. Đó, thành phẩm của nó. Đó, lỗ tròn đẹp ha. Đó, tức là độ 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 chuẩn xác của nó là vẫn còn tuyệt đối nha, lỗ vẫn còn tròn đẹp. Rồi máy số 2. Máy số 2 nó sẽ có giá là 1 triệu 8. Lưu ý là giá là 1 triệu 8 là đã bao gồm phí vận chuyển nha. Tức là giá đã bao gồm phí vận chuyển và điện áp sử dụng của nó là điện áp 100V. Tiếp theo là qua máy số 3. Máy số 3 này thì cái này thì nặng 18 kg này các bạn. Giá số 3 này có giá là 2 triệu 2 nha. Lưu ý là giá 2 triệu 2 là đã bao gồm phí vận chuyển nha các bạn. Đây, máy số 3. Đây, coi cái thông số của nó coi. Này của hãng Rison này các bạn. Rison. Công suất motor là 125W. Đó. Hành trình của nó thì cũng là 6 phân. Coi cái tốc độ nó coi. Tốc độ của nó thì 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, xin lỗi các bạn, nó cũng có 5 cấp tốc độ nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cấp tốc độ luôn. Con máy này thì ngoại hình, con máy này ngoại hình khá nha các bạn. Máy này ngoại hình còn rất là đẹp nha. Đây, mình sẽ cho các bạn coi cái ngoại hình của nó. Máy này ngoại hình nó còn rất là đẹp. Đó, trọng lượng của nó 18 kg. Máy này cũng khá là nặng đấy. Đây, cho các bạn coi cái ngoại hình của nó. Đó, cái này về các bạn lấy dây nhám các bạn chà đi là đẹp tuyệt vời luôn. Đầu kẹp của nó là cũng là đầu kẹp tối đa 13 ly nha các bạn. Hầu như khoan bàn này là đầu kẹp tối đa là 13 ly hết nha các bạn. Đó, các bạn coi cái ngoại hình của nó. Ok. Bây giờ mình sẽ cắm một cái mũi khoan vô mình khoan thử cho các bạn coi nha. À, quên không nói cho các bạn nghe thì cái bên này thì nó chỉ còn có một tay thôi nha các bạn. Đó, các bạn về các bạn lấy cây T8 các bạn cắt một khúc các bạn bỏ vô ha. Các bạn làm với tay. Rồi, hoàn tự cho các bạn bật lên. Đúng là cây này thì cây này đúng ngoại hình khá thiệt, chạy êm ru luôn các bạn. Chạy êm ru luôn á. Rồi, khoan thử lỗ coi. À,
kết quả thu được. Kết quả thu được tròn o luôn ha các bạn. Đó. Bạn coi lỗ tròn o luôn ha. Đó, độ chính xác của nó vẫn còn tuyệt đối ha. Lỗ nó tròn o luôn. Rồi, xong. Máy số 3. Máy số 3 thì có giá là 2 triệu 2 nha các bạn. 2 triệu 2 là giá là đã bao gồm phí vận chuyển nha. Điện áp sử dụng của nó là điện áp 100V nha. Các bạn lưu ý. Tiếp theo là qua máy số 4. Máy số 4 này thì nó có giá là 2 triệu 1. Là giá 2 triệu 1 là đã bao gồm phí vận chuyển. Này có nó trọng lượng của nó là 18kg này các bạn. Đó. Cũng là một cây khoan bàn 6 tấc luôn. Thì cái máy này thì nó bị mất một tay ha. Các bạn về cắt một khúc T8 các bạn để vô. Ở đây bắt đầu chúng ta coi cái thông số của nó. Thông số của nó thì hãng này là hãng Rietun. Rietun thì tem của nó mờ quá rồi không có đọc được nữa. Coi cái công suất motor coi. Con này motor công suất lớn này các bạn. Con này motor nó công suất đến 250W lận. Đó, công suất 250W. Đó. Đó các bạn coi. Này nó cũng có 5 cấp tốc độ nha các bạn. 1 2 3 4 5, 5 cấp tốc độ luôn. Đây này là cũng ngoại hình khá nha. Đây cho các bạn coi cái ngoại hình của nó. Này ngoại hình khá luôn ha. Đó. Ngoại hình khá luôn nha. Đặc biệt là cái này thì nó không có bị móp. Cái hộp này đa phần những khoan bàn là chắc chắn là cái hộp trên này nó bị móp. Và cái hộp này thì nó còn nguyên, hộp này nó không có bị móp. Và bây giờ mình sẽ cắm một cái mũi khoan cho mình khoan thử cho các bạn coi ha. Cái mâm này chúng ta cũng có thể tăng đưa lên hoặc chúng ta cũng có thể nghiêng để chúng ta khoan góc nghiêng. Rồi cắm mũi khoan vô thử. Rồi thì mình đã cấp cho nó một cái điện áp là 100V rồi. Bây giờ thì mình sẽ khoan thử cho các bạn coi. Rồi bật nguồn lên. Máy chạy êm ru ha. Rồi móc thử coi. Rồi. Ôi trời, lỗ tròn o luôn nha các bạn. Bạn coi nè. Đó, tròn o luôn ha. Đó, tròn o chứng tỏ là cái độ chính xác của nó còn rất là cao. Đó, o tròn luôn. À, 5 máy y chang như nhau luôn nha các bạn. Đó, mình để 5 cái máy sát nhau cho các bạn so sánh luôn. Đây, một cái cây này là cây Toshiba, máy số 5. Số 5 này sẽ có giá là 2 triệu 7. Lưu ý là giá 2 triệu 7 là đã bao gồm phí vận chuyển nha các bạn. Nặng 23kg. Mua hàng thì các bạn cứ gọi trực tiếp cho mình qua số điện thoại là 0938 617 738. Trong quá trình theo dõi video thì các bạn vui lòng bấm nút like. Và khách nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất nha. Bây giờ thì video đến đây thì mình xin kết thúc. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.